Ngôi sao nữ tình cờ hồn xuyên vào lão tổ tông ở cổ đại. Cơ thể khỏe mạnh, nóng bỏng trước kia, chẳng những xì hơi trở thành túi da khô quắt, sơ ý một chút là tè dầm, khó khăn lắm mê mẩn một ông chú đẹp trai, hóa ra lại là con trai cả của mình. Nhìn mơ u bàn tay nhăn như vỏ cây cổ thụ, nữ chính Tống Từ chỉ muốn chết, mắng một câu, ông trời khốn khiếp, lại suýt không thở được, nghĩ tới nàng một tiểu tiên nữ mới 28 xuân thì lại xuyên vào một bà lão gần đất xa trời, nàng còn chưa tiêu hóa được hiện thực này thì nghe thấy tiếng đá cửa. Một ông lão xông tới trước giường bà, hai tay kéo nửa người bà lên rồi lắc qua lắc lại. Bà già, bà đứng dậy cho ta, muốn chết cũng được nhưng không thể chết lúc này, dọa cho hai nha hoàn ở bên cạnh vội vàng ngăn cản nhưng bị ông ta hất ra. Bà già, mau dậy cho ta, đừng vờ chết với ta. Chết tiệt, tên khốn này ở đâu ra thế? Tống Từ bị lắc đến đầu váng mắt hoa, ông còn lắc, ta chết thật đó. Nàng nghiến răng nghiến lợi thốt ra, ông lão sợ hãi buông lỏng hai tay, khiến bộ xương già này suýt nữa thì tan rã. Bà chưa chết à? Đối mặt với câu hỏi ngốc nghếch của ông cụ, Tống Từ cáu kỉnh, cười mỉa mai, chết rồi, đang xác chết sống dậy đó, bà vẫn độc miệng như vậy, xem ra không sao thật. Hai nha hoàn vui vẻ hét chói tai, lão phu nhân tỉnh rồi, lão phu nhân tỉnh thật rồi, được lắm. Tống Từ bị dọa cho hồn chỉ còn một nửa, nhìn ông lão mập mạp trắng trẻo như Phật Di Lặc ở trước mặt, trong lòng Tống Từ tức ói máu. Chồng của nguyên chủ còn trẻ tuổi và mạnh khỏe hơn bà ấy, còn chơi bời vui sướng với đám tiểu thiếp, đúng là quá bất công. Qua trí nhớ của nguyên chủ, nàng biết được nhà họ Tống chỉ là một nhà nông nghèo khổ, nguyên chủ được nhà họ nuôi dưỡng từ nhỏ. Tuy chỉ nguyên chủ chỉ lớn hơn ông lão này 3 tuổi, nhưng từ nhỏ đã coi như tỷ như mẹ lại giống vợ, càng phải chăm sóc hai vợ chồng nhà họ Tống. Còn chưa đủ tuổi đã sinh con trai cả Tống Chí Viễn, nhưng con trai cả vừa chào đời, hai vợ chồng nhà họ Tống đã ngậm cười xuống dưới vàng. Ở cái tuổi người khác còn đang chơi đùa, nguyên chủ đã phải gánh vác trọng trách trong nhà, vừa chăm sóc người chồng nhỏ không hiểu chuyện, vừa đập nồi bán sắt đưa con trai tới học đường. Kể cả lúc chiến tranh loạn lạc, nguyên chủ cũng chưa từng từ bỏ, dù một chữ bẻ đôi cũng không biết, nhưng bà ấy rất biết nhìn xa trông rộng. Có lẽ bà ấy tốt số, mấy năm chiến tranh loạn lạc, hai mẹ con thái hậu lưu lạc đến nhân gian, được cả nhà nguyên chủ nhận nuôi. May là 5 năm sau cao tổ khởi nghĩa thành công, vì thế cũng thay đổi số phận cả nhà nguyên chủ. Con trai cả tài năng đầy mình, 18 tuổi đã đậu trạng nguyên trong bảng vàng, vì được cao tổ và thái hậu coi trọng, lại cưới được đích trưởng nữ của Trung Dũng hầu phủ, sinh được một trai một gái, là đứa xuất sắc nhất trong 3 đứa con trai. Hai ngày trước còn được thăng quan, trở thành tể tướng trẻ nhất trong lịch sử, nhà họ Tống một bước lên mây. Kết quả này là do sự nỗ lực của nguyên chủ. Ai ngờ nguyên chủ vừa nghe tin này lại đột tử vì quá đỗi vui mừng. Đúng là số do trời định không phải do ta. Năng lực tự hỏi và thích nghi của Tống Từ còn khá mạnh, nếu đã xuyên đến đây thì cứ coi là một kịch bản mới đi. Mở đầu này thật sự rất tệ. Ánh mắt nàng âm u, ông lỡ thấy mà thầm hốt hoảng, bà làm phản hả, dám nhìn ta như vậy. Tống Từ nhắm mắt lại cố gắng không tức giận, đuổi người đi, nếu còn không cút ra ngoài thì nàng sẽ chết luôn đấy. Nhưng còn chưa đuổi được người đi, một đống người lại cuồn cuộn kéo đến trong phòng, dập đầu thật vang như lại Bồ Tát. Mẹ, cuối cùng mẹ cũng tỉnh rồi. Trong đáy mắt người nói vành mắt đỏ hoe, thâm xì, chạc hơn 30 tuổi, cao quý, ung dung. Tống Từ dựa vào trí nhớ của mình, đây chắc là con dâu lớn Cố thị, con người đang quỳ đầy khí thế phía sau. Chắc chắn là con dâu Giang thị, nhưng nàng chỉ cảm thấy không khí ngột ngạt. Vừa nhờ ai đó mở cửa sổ, một người đàn ông trung niên bước nhanh vào. Tống Từ còn chưa thấy rõ là ai, tay đã bị một bàn tay to ấm áp nắm chặt, kích động gọi mình là mẹ. Rõ ràng là cảm thấy vui mừng vì nàng đã tỉnh lại. Nhưng lúc này Tống Từ làm gì nghe được, âm thanh truyền vào tai vừa hấp dẫn vừa dịu dàng. Ông chú điển trai có dâu trước mặt, bề ngoài ôn tồn lễ độ, chín chắn và đầy sức hút. Cả người toát lên vẻ uy nghiêm của kẻ bề trên, nhưng một người thành công như vậy, lúc này đang nhìn mình với ánh mắt dịu dàng và quan tâm nhất. Tống Từ có hơi say, đầu óc bắt đầu ảo tưởng cuộc sống sau khi kết hôn. Nào ngờ một tiếng mẹ, khiến đã hoàn toàn phá vỡ sự si mê của nàng. Mẹ, mẹ làm tụi con lo sốt vó lên này. Ngọn lửa trong hai mắt đục ngầu bị dập tắt. Hu hu hu, Tống Từ rất muốn khóc. Mẹ sao thế ạ? Mẹ thấy trong người khó chịu chỗ nào? Tống Chí Viễn nói xong, lập tức cho người đi mời thái y. Trong lòng của Tống Từ thầm niệm vô số lần, đây là con trai mình, phải diễn theo kịch bản. Nàng cố gắng kìm nén khóe miệng, mẹ không sao, ta rồi nên vô dụng, khiến các con lo lắng là mẹ không đúng. Nào ngờ câu nói này lại dọa đám đông phải quỳ xuống. Mẹ, mẹ nói gì vậy, muốn xé nát trái tim của tụi con à? Cố thị còn kinh hoàng hơn cả chồng mình, gả qua nhà họ Tống suốt mấy chục năm, đừng nói bà cụ nhận lỗi, cho dù là có lỗi thì cũng không sai, ai bảo người ta là tổ tông chứ. Nếu con dâu có làm chỗ nào chưa tốt, mẹ cứ việc nói ra là được. Tống Từ sửng sốt, suýt nữa không thở nổi nên ho khan vài tiếng. Lần này ho khan, trong phòng lại rối tung lên. Nàng bị tra tấn đủ rồi, vội bảo đám đông lui xuống. Bây giờ Tống Từ cần bình tĩnh, cứ diễn tiếp, nói không chừng sẽ bị lộ tẩy. Không ngờ lão Tống lại chế nhạo, nói nàng không biết điều. Hai mắt của Tống Từ trừng ông ta như muốn nuốt sống. Ông lão này là người mà nàng chướng mắt nhất, sao mình lại sống dở chết dở, ông ta và đám tiểu thiếp thì sống vui vẻ. Thấy không đuổi ông ta đi được, Tống Từ nhếch khóe miệng cười mỉa, lập tức che ngực và tỏ ra đau đớn. Ôi trời đất ơi, đầu ta đau quá, lồng ngực thắt lại, e là không xong rồi. Ánh mắt của đám đông đổ dồn sang phía Tống lão thái gia. Con trai lớn bước nhanh lên phía trước, cha, hay là cha về trong viện nghỉ ngơi đi. Cố thị cũng lên tiếng theo,
nói là sẽ làm món cá hạt thông mà ông cụ thích ăn. Bị con trai và con dâu nói khéo đuổi đi, Tống lão thái gia cũng không muốn ở lại. Trước khi đi, còn bảo bà vợ của mình tịnh dưỡng tử tế. Đại lang vừa mới lên chức thủ tướng, không thể có đại tang, thì ra là như vậy. Tống Từ nhìn người trong phòng, thì ra là sợ mình chết. Tống Chí Viễn giữ đạo hiếu chịu tang thì không làm tướng ra được. Nàng còn tưởng ông ta thật sự quan tâm mình. Tống Chí Viễn thấy ông cụ lại khinh suất, vội đuổi ông ta ra ngoài, đám đông cũng theo sau rời đi. Tống Từ nằm trên giường, thật sự nghĩ cũng không thông. Mình không phải nguyên chủ, nhưng nghe ông lão Tống đó nói vậy, sự chán nản trong lòng nàng đang dâng cao, chỉ suýt nữa là bùng phát ngay tại chỗ. Cho đến bây giờ, trong lòng Tống Từ cảm thấy không cam tâm. Chẳng lẽ là ý chí còn lại của nguyên chủ? Nàng không khỏi run rẩy, đồng cảm với nguyên chủ. Nếu đổi lại là nàng cũng cảm thấy không cam tâm. Nếu mình đã đến với cơ thể này, cần phải thay bà ấy sống thêm vài năm, cho nên xương cốt này cũng phải phấn chấn lên cho ta. Chắc bà ấy cũng không hy vọng đại lang của mình phải chịu tang mà đánh mất tiền đồ. Không ngờ vừa nói xong, cơ thể của nàng chợt thấy nhẹ hẫng. Nhưng lão tổ tông cũng không dễ diễn, mặt trời lặn lúc hoàng hôn, nàng muốn tắm một lát. Cung mama bên cạnh vẫy tay, bảo nha hoàn lui xuống chuẩn bị. Phải nói là người có tiền đúng là biết cách hưởng thụ. Không ngờ Tống Tử vừa bước đi vài bước thì đã thở không ra hơi, thậm chí còn không cởi đồ nổi. Cuối cùng, nàng nhờ đầy tớ giả cường tráng bế mình vào nhà tắm, mặc cho cung mama cởi đồ cho mình. Không dễ gì mới tiếp nhận từng chút một, nhưng cúi đầu thấy Tống Tử lại hét lên sợ hãi. Đây là gì vậy? Ta nhăn nheo lại còn chảy xệ. Ôi không, vóc người mà Tống Tử lấy làm tự hào nay lại biến thành hai cái túi rách. Sao vậy thái phu nhân? Cung mama bị dọa hết hồn, còn tưởng là do mình. Không sao, vào thùng tắm đi. Tống Tử không thiết sống mà ngủ thiếp đi. Hôm sau vừa mở mắt ra, vẫn là chiếc giường và căn phòng quen thuộc, e là không quay lại được nữa. Nàng cam chịu và thở dài, kéo sợi dây ở đầu giường. Tiếng chuông trong trẻo vang lên, cung mama đưa theo các nha hoàn đi vào. Thái phu nhân dậy rồi ạ? Đại phu nhân và các con đang đợi bên ngoài, cung mama vừa cười vừa nói. Tống Từ tỏ ra ngơ ngác, đợi ta làm gì? Nghe cung mama giải thích, Tống Từ mới nhớ ra, người xưa có câu sớm tối thăm hầu, là tiểu bối thì phải thỉnh an trưởng bối, đây là đạo hiếu, bây giờ là lúc nào rồi? Nàng vừa được đỡ vào phòng vừa hỏi. Nhưng điều mà nàng không ngờ là bây giờ là giờ Mão ba khắc, cũng là 5-6 giờ sáng. Cung mama còn nói là dậy hơi muộn, mùa hè thì dễ nói, nếu trời mùa đông mà dậy sớm đến thỉnh an, nàng chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy lạnh, xem ra phải thay đổi. Nàng không muốn dậy sớm thế này. Tống Từ nói xong, nha hoàn Hồng Quất đưa bàn chải đánh răng lên miệng, theo phản xạ nàng há miệng ra. Hồng Quất đưa bàn chải vào, động tác vừa nhẹ nhàng vừa tinh tế, bên cạnh còn có nha hoàn bưng chiếc bình sứ trắng xanh. Tống Từ nhấp một ngụm súc miệng rồi nhổ vào chiếc lọ quý giá đó. Vừa đánh răng xong, chiếc khăn ấm áp đã đáp lên mặt, cuối cùng là thoa nước hoa. Tống Từ thoải mái, trước thái phu nhân này đúng là đồ vô dụng, cơm đến há miệng, duỗi tay mặc đồ. Nàng đang hưởng thụ, Hồng Quất đưa tay giúp nàng cởi thắt lưng. Tống Từ sợ hãi đến mức siết chặt quần lại. Ngươi làm gì vậy? Thái phu nhân, ngươi không cần dùng bô sao? Hồng Quất giật mình, lúc này nàng mới quay người nhìn cái bô sạch sẽ sáng bóng được bày trên giá gỗ, hình như cũng tạm ổn. Khi thấy những lát tre và giấy rơm màu vàng sậm trong khay, nàng không thể bình tĩnh được nữa, dùng ngón tay run run chỉ về phía những lát tre sạch sẽ, bảo người mau chóng lấy đi, sau này không được phép xuất hiện nữa. Đám đông cũng không biết lão thái thái lại muốn dở trò gì, nhưng vẫn nghe lời mang lát che đi. Được rồi, lúc Tống Từ mới yên tâm, nhưng có người định kéo nàng ra ngoài. Nàng kiên quyết muốn ở một mình, vẫy tay thật mạnh bảo đám đông lui xuống. Nào ngờ mới dùng sức một chút, cả người Tống Từ ngã về phía trước, dọa cung mama vội tiến lên đỡ lấy. Tống Từ rõ ràng cũng hết hồn, lần này bị dọa sợ có hơi ấm lan tỏa giữa hai chân, tiếng nước tí tách rơi xuống sàn nhà. Tống Từ bị đông cứng tại chỗ, thật sự muốn chết ngay cho rồi. Nàng ngồi trước bàn trang điểm rên rỉ và than thở với vẻ mặt tuyệt vọng. Lúc trước nghe nói khi già rồi sẽ có xu hướng bị xón tiểu, vốn tưởng mình còn cách ngày này rất xa, không ngờ bây giờ trải nghiệm thật sự. Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, Tống Từ dùng tay che gương mặt già nua của mình, xấu hổ và tức giận tột cùng. Đám nha hoàn thật sự không hiểu rốt cuộc lão phu nhân bị làm sao. Cung mama lại có mắt quan sát, mở hộp trang điểm trên bàn trang điểm. Thái phu nhân, hay là hôm nay chọn trang sức để ăn mừng thế nào? Nghe đến trang sức, Tống Từ chợt lấy lại tinh thần. Viên ngọc sáng chói gần như làm mù mắt viễn thị của mình. Đây là trang sức cổ đại thực thụ, còn đến từ bàn tay của những bậc thầy thật sự, chất liệu và sự khéo léo thật phi thường. Tống Từ vô thức nuốt nước bọt, những khuyết điểm về thể chất dường như được an ủi. Liên tẩu phụ trách chải đầu, cầm châm cài cài lên đầu cho nàng. Nô tỳ búi tóc đuôi ngựa cho người, đeo cái này lên rất hợp. Búi tóc ngựa nhìn đẹp đấy, nhưng nàng ta chải có đẹp không? Phải đẹp chứ, thái phu nhân là người cao quý nhất trong phủ chúng ta. Bốn nha hoàn này quả là dẻo miệng, dỗ Tống Từ vui như mở cờ trong bụng. Nàng định nói gì đó nhưng thấy mái tóc bạc thưa thớt, trong lòng giật thót. Thôi đi, chỉ cần búi tóc thấp như bình thường, đeo trang sức vậy. Tống Từ rất muốn đội một hộp đầy đồ trang sức lên đầu, nhưng nàng không xứng. Lại một ngày muốn khóc. Khi mọi người trong phòng không biết phải làm gì, con dâu lớn Cố Thị đi vào. Mẫu thân sao vậy, có chỗ nào khó chịu ư? Cần mời thái y không? Tống Từ lắc đầu, nàng cũng không thể nói mình buồn vì vẻ già nua bị lộ nhỉ. Vậy mẹ cần gì à? Mẹ cứ việc nói ra, con dâu sẽ làm cho mẹ. Tống Từ càng oán hận, ta muốn rất nhiều tiền. Cô có không? Bây giờ chỉ có tiền mới chữa lành vết thương trong lòng nàng. Nhưng quái đản thì quái đản,
cũng phải sống qua ngày, được mọi người dỗ dành. Tống Từ cũng được dìu đi tới sảnh chính. Mẫu thân Cát Tường vạn an, tổ mẫu vạn phúc kim an. Các quy tắc ở đây thật hoàn hảo. Nhìn mọi người cúi chào lịch sự, Tống Từ lại thầm thở dài, không hổ là thế gia vọng tộc, đừng nói đến việc lắc eo, ngay cả quần áo cũng không di chuyển, mọi cử chỉ đều đẹp mắt, nào giống diễn trong phim truyền hình, khiến người xem cũng thấy ngượng. Tống Từ vừa tán thưởng vừa soi mói, trong lòng của mọi người hơi hoảng, sao còn chưa gọi dậy nhỉ? Vẫn phải để cung mama mỉm cười nhắc nhở, thái phu nhân, hôm nay để đại phu nhân và nhị phu nhân dùng bữa sáng ở Xuân Huy đường không ạ? Bấy giờ Tống Từ mới hoàn hồn lại, nếu còn chưa ăn sáng thì cùng ăn đi. Con dâu thứ hai Giang Thị là người thoải mái, bữa sáng của mẹ ngon cực, con dâu đã đói từ lâu, không ngờ hôm nay lại có lộc ăn, con không khách khí. Tống Từ nhìn chằm chằm vào mấy đứa trẻ xinh đẹp ở trước mặt, nhận ra từng người theo trí nhớ. Cô gái gầy gò 14 đến 15 tuổi mặc xuân sam vàng này là nhị tiểu thư của nhị phòng Tống Như Kỳ, đứng bên cạnh Giang Thị là một cặp thiếu niên xinh đẹp trạc 12 tuổi, là cặp song sinh của Giang Thị, Tống Lệnh Khâm và Tống Lệnh Kiệt. Ngoài ra không còn ai khác. Nàng hơi khó hiểu, mẹ, mẹ nhìn gì thế, sao ít người thế? Nàng buột miệng nói chẳng thèm suy nghĩ. Nghe Cố Thị giải thích mới biết, đại tiểu thư đang dưỡng thai, nhị thúc có việc làm ăn nên không tới được, tam thúc dẫn theo mấy đứa nhóc đang trên đường tới đây. Hóa ra đều không ở nhà à? Tống Từ vừa mới làm rõ thì hai đứa con trai của Giang Thị ghé tới gần, mỗi đứa ngồi một bên cạnh chân nàng, vừa đấm chân cho nàng vừa ấm ức. Rõ ràng chúng con đang ở trước mặt, nhưng tổ mẫu lại chỉ nhớ tới các đại ca, lẽ nào tổ mẫu không thích chúng con? Tống Từ bị dỗ đến mặt mày tươi cười, nàng vốn đã thích mấy thứ xinh đẹp, nhất là trai xinh gái đẹp, được hai mỹ nam vây quanh đấm chân cho, sao không vui cho được. Nàng vốn muốn hai đứa cháu nhanh chóng đứng dậy, đừng đấm đau tay đó, đấm bóp cho tổ mẫu để tận hiếu, không đau chút nào. Lần này Tống Từ cảm động không thôi. Thấy thế, Cố Thị vội mở miệng, Khâm Nhi và Kiệt Nhi hiếu thuận như vậy, phải thưởng nhiều cho hai anh em chúng nó. Vừa nghe đã biết nàng ta chẳng mang ý tốt, dù sao bà cụ nổi tiếng keo kiệt, nào biết bà cụ trước mặt đã đổi hồn từ lâu, phải thưởng rồi. Tống Từ cười không khép được miệng, dù sao không phải của nàng nên nàng không đau, nhưng thưởng gì nhỉ, các cháu thích cái gì? Cặp song sinh thật sự bị sốc, thi nhau nhìn mẹ mình, thấy mẹ lắc đầu mới dám lên tiếng, chúng cháu không kén, tổ mẫu thưởng cái gì chúng cháu đều thích. Điều này làm khó Tống Từ rồi, trong trí nhớ không có hình ảnh nguyên chủ thưởng đồ, may là có thư ký quan trọng, cung mama, nhị thiếu gia thích võ, thái phu nhân, trong kho có một con dao găm, chi bằng thưởng cho hắn, còn tam thiếu gia thích văn, còn có mực vân yên thượng đẳng, phải xem thái phu nhân có nỡ tặng hay không, có gì không nỡ. Tống Từ khá hào phóng, Cố Thị nghe mà tim đập thình thịch, tuy nụ cười không thay đổi, nhưng ánh mắt lại nóng rực, nhìn hai đứa con gái với ánh mắt đầy oán trách, nàng ta cũng đưa mắt ra hiệu cho con gái mình. Tiếc là Tống Như Kỳ sinh ra đã coi thường tổ mẫu của nhà mình, không hề định nhúc nhích, nàng ta tức đến trợn trắng mắt, nếu bước tới đấm hai cái, chưa biết chừng đã có được thanh mực đó. Tuy là tể tướng phu nhân chẳng thiếu thứ gì, nhưng đó là mực vân yên thượng đẳng, đều là vật siêu tầm bản giới hạn của thế gia thư hương, không ngờ bà lão lại có, còn thưởng cho người khác. Nàng ta thừa nhận hơi ganh ghét, ai ngờ một hành động của lão thái thái lập tức đánh tan sự ganh ghét này.